Thưa quý vị, tối qua 30 tháng 8, cơn bão Sao La vào Biển Đông với sức gió mạnh nhất 201 km/h, trở thành cơn bão thứ 3 trên khu vực này trong năm nay. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào lúc 19 giờ, tâm bão ở phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 620 km. Sức gió mạnh nhất 201 km/h, cấp 16, cấp siêu bão. Cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 4 giờ ngày 31 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 510 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, tức là 184 đến 201 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Với gió mạnh lên tới 200 km/h và giật trên 220 km/h, bão số 3 được đánh giá có sức phá hoại cực kỳ lớn. Sóng biển cực kỳ mạnh, có thể đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn. Hiện bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h và cường độ có khả năng suy yếu trong 24 giờ tới. Do ảnh hưởng của El Nino, Việt Nam năm nay được dự báo ít chịu ảnh hưởng của bão hơn so với mọi năm. Từ nửa cuối tháng 8 đến tháng 11 của năm nay, Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 5 đến 7 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó từ 2 đến 3 cơn ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền. Cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố với cáo buộc gây thiệt hại 50 tỷ đồng khi đấu thầu ở Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh 9 năm trước. Cùng bị truy tố về tội danh này là một số cựu cán bộ Sở Y tế của tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể, theo cáo trạng, bà Nhàn là chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc của AIC, điều hành toàn bộ hoạt động đấu thầu của công ty này. Trước khi chủ đầu tư có hồ sơ mời thầu, thì nhân viên AIC đã móc nối với nhân viên Sở Y tế Quảng Ninh để thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình và giá của các trang thiết bị. Mục đích của việc này là để xây dựng hồ sơ đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật dự thầu là chúng. Cơ quan công tố xác định bà Nhàn còn biết rõ AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự thầu theo yêu cầu, cho nên đã chỉ đạo kế toán trưởng điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính của năm 2010, 2011, 2012 đưa vào hồ sơ dự thầu. AIC bị cáo buộc đã cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, gian lận trong đấu thầu. Và kết quả, công ty AIC đã trúng 4 gói thầu, công ty Mofa trúng 2 gói mua sắm trang thiết bị của Bệnh viện Sản Nhi với tổng số là hơn 230 tỷ đồng. Với 6 gói thầu sai phạm vào năm 2014, thì bà Nhàn cùng với đồng phạm đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 50 tỷ đồng. Bà Nhàn hiện nay vẫn bỏ trốn ở nước ngoài. Cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã đặc biệt nhưng chưa có kết quả. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam cho biết các đường bay từ Hà Nội đi một số điểm du lịch trong ngày mùng 3 cho đến ngày mùng 8 tháng 9 có tỷ lệ lấp đầy đạt từ 73% đến 97%. Trên đường bay trục chính Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh thì lượng vé máy bay cung ứng hiện nay vẫn còn khá nhiều. Ngày 30 tháng 8, Cục Hàng không cho biết tổng hợp báo cáo của các hãng hàng không về tình hình bán vé máy bay. Tính tới ngày 29 tháng 8, tỷ lệ lấp đầy trong giai đoạn nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày mùng 5 tháng 9, trên các đường bay có xu hướng tăng lên so với tuần trước. Tại các đường bay du lịch có điểm khởi hành từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ lấp đầy đa phần đều đã đạt trên 70% trong các ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, tức ngày 31 tháng 8 và mùng 1 tháng 9. Cụ thể, các chặng từ Hà Nội, Đà Lạt, Quy Nhơn, Huế, Phú Quốc, Côn Đảo, Nha Trang trong ngày 31 tháng 8 có tỷ lệ lấp đầy đạt từ 73 đến 97%. Riêng chặng Hà Nội, Đồng Hới đã bán hết chỗ. Ở các chặng khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các điểm du lịch nêu trên cũng hầu hết đạt tỷ lệ lấp đầy trên 70%. Tuy nhiên, trên đường bay trục chính như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, lượng ghế cung ứng còn lại vẫn đang còn nhiều. Cụ thể, đường bay Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, tỷ lệ lấp đầy chuyến bay trung bình mới đạt từ 52 đến 64%. Một thông tin giao thông đang được rất nhiều người dân trên cả nước quan tâm. Bộ Giao thông Vận tải cho biết hai dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 gồm có tuyến quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu nối hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An sẽ chính thức được thông xe tạm để phục vụ cho người dân đi lại ngay trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay. Và như vậy là từ Hà Nội mà đi về Nghệ An thì sẽ chỉ còn mất 3 tiếng đồng hồ, rút ngắn được thời gian so với 5 tiếng đồng hồ như trước đây.
Đến thời điểm này, hạng mục thảm bê tông nhựa cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn đã hoàn thành 100%, hạng mục an toàn giao thông hoàn thành khoảng 90%, trong đó có việc lắp đặt giải phân cách giữa và lưới chống chói đạt 90%, lắp đặt hộ lan tôn lượn sóng đạt 94%, lắp đặt biển báo và sơn kẻ đường đạt 80%. Các đơn vị nhà thầu đang nỗ lực tăng cường máy móc, nhân sự, làm 3 ca, dự kiến hoàn thành công tác này trước 31 tháng 8 để đủ điều kiện thông xe tạm tuyến chính thức vào ngày 1 tháng 9 tới đây. Yêu cầu các nhà thầu phải đẩy nhanh cái công tác triển khai trên hiện trường và đưa ra những cái biện pháp hợp lý để đảm bảo, vừa đảm bảo về mặt tiến độ, vừa đảm bảo về cái chất lượng. Thì chúng tôi cũng yêu cầu nhà thầu là phải xong toàn bộ tuyến trước tháng 9. Đến thời điểm này, cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu cũng đang hoàn thành các hạng mục chính, sẵn sàng để thông xe kỹ thuật vào ngày 2 tháng 9. Cơ bản thì chỉ còn mỗi cái hạng mục là công tác dọn dẹp vệ sinh, hoàn thiện những các hạng mục nhỏ chuẩn bị cho thông xe vào 2/9. Trước mắt, các tuyến cao tốc này sẽ hoàn thành các hạng mục cơ bản, đủ điều kiện thông xe nhằm phục vụ người dân đi lại dịp lễ 2/9. Sau đó, các nhà thầu sẽ tiếp tục hoàn thiện những hạng mục còn dang dở và dự kiến đến 31 tháng 12 năm 2023 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu. Thưa quý vị, ngày mai, ngày 1 tháng 9 là ngày điều chỉnh giá xăng dầu. Tuy nhiên, do ngày này trùng với thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã quyết định lùi lịch điều chỉnh sang ngày 5 tháng 9. Ngày điều chỉnh giá xăng dầu thông thường vào ngày 1, 11, 21 hàng tháng. Tuy nhiên, ở kỳ điều chỉnh tới, ngày 1 tháng 9 trùng với thời gian nghỉ lễ. Do vậy, theo quy định tại Nghị định 95, thời gian điều chỉnh giá xăng dầu sẽ được lùi vào ngày làm việc tiếp theo, tức ngày 5 tháng 9. Lãnh đạo vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương xác nhận thông tin Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương sẽ điều chỉnh giá bán xăng dầu vào lúc 15 giờ chiều ngày 5 tháng 9. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 24 lần điều chỉnh, trong đó có 14 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên. Ở kỳ điều hành gần nhất, Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương quyết định tăng giá xăng E5 RON 92 thêm 510.000 đồng một lít, lên 23.330.000 đồng một lít, tăng xăng RON 95 thêm 610 đồng một lít, lên 24.600 đồng một lít. Đáng chú ý, đây là lần tăng thứ 5 liên tiếp của giá xăng trong nước. Thưa quý vị, đây không phải là lần đầu tiên Hà Nội đưa tối hậu thư đối với các cơ sở sản xuất gây nhiều áp lực về môi trường, hạ tầng đô thị trong nội đô. Nhưng trong nhiều năm qua thì việc di rời này đều rất chậm trễ. Trước đó, việc phải di rời các cơ sở ô nhiễm và không phù hợp với quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu vào năm 2003. Nghị định số 167 năm 2017 của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công và trong nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vào năm 2022. Và do vậy, theo chính quyền thủ đô, dù khó cũng vẫn phải làm. Một cơ sở lịch sử hoạt động gần 70 năm, với diện tích trên 20 hectare, tại địa chỉ 551 Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, nhưng còn mọc tùm, xưởng sản xuất im ắng với lác đác với công nhân, cơ sở vật chất tại đây ở tình trạng hoang phế. Liên quan đến việc Hà Nội muốn di rời, đơn vị này nhấn mạnh trong các văn bản pháp lý về quy hoạch đường sắt đều khẳng định duy trì và phát triển cơ sở công nghiệp đường sắt này. Lý do thứ nhất là một đơn vị cơ sở được mang tính đồng bộ, là một cái nhà máy mà đủ điều kiện đóng mới sản xuất đầu máy toa xe cho các dự án tiếp theo trong thời gian tới. Việc thứ hai là mang tính đồng bộ vì nó kết nối được cơ sở hạ tầng đường sắt quốc gia trong điều kiện tổ chức sản xuất nó thuận lợi. Còn đối với Tổng Công ty Xăng dầu Đức Giang tại địa chỉ 26 phố Đức Giang cũng nằm trên địa bàn quận Long Biên, lý do đơn vị này đề xuất không di rời bởi hạ tầng của tổng kho xăng dầu khu vực 1 đã được đầu tư rất lớn, cũng như việc trang bị công nghệ nhập xuất khí, hệ thống thu hồi hơi xăng và xử lý nước thải nên đảm bảo an toàn lao động và không gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, việc giữ nguyên vị trí này là phù hợp với danh mục hạ tầng dự trữ xăng dầu tiếp tục được hoạt động khai thác đến năm 2030 vừa được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định 861 ngày 18 tháng 7 vừa qua. Đề xuất của chúng tôi cũng rất rõ trong cái văn bản mà chúng tôi gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét điều chỉnh danh mục nhà đất phải di rời theo quy hoạch tại quyết định số 3952 để đảm bảo tổng kho xăng dầu Đức Giang đáp ứng được cái quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ.
Đó là những kiến nghị của 2 trong 9 cơ sở phải di dời trong đợt 1 này nằm trên địa bàn quận Long Biên. Nhưng trên thực tế, cả 2 đều trong quy hoạch phân khu N10, tỷ lệ 1/2000 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt năm 2014. Theo lãnh đạo quận Long Biên, dù đã có trong danh mục di dời, nhưng hiện các đơn vị vẫn áng binh bất động. Với quan điểm cá nhân của tôi, thì cái này đều phải có cái bàn tay của chính phủ và các bộ chủ quản phải quyết liệt từ trung ương thì cái nội dung này mới được đẩy nhanh được. Thế còn về ví dụ tôi nói một cái vị trí để di dời cái nội dung này thì nó sẽ vượt ngoài cái thẩm quyền của quận đề xuất. Vì nếu như còn quỹ đất để di dời trên địa bàn quận thì chắc là sẽ không có câu chuyện mà đưa vào quyết định di dời. Từ năm 2003, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo di dời 9 cơ sở này. Nhưng sau 20 năm, 9 cơ sở vẫn tồn tại, bám trụ tại nội đô. Công tác di dời không đạt được tiến độ đề ra với nhiều lý do. Và để thực hiện được thì cần nhiều yếu tố khác như nguồn lực, sự quyết tâm của đơn vị chủ quản là các bộ ngành cũng như sự hợp tác của doanh nghiệp thuộc diện di dời. Thành phố là rất quyết liệt, cũng đã chỉ đạo. Nhưng mà ở đây thì tôi cũng lưu ý là thì thành phố là xây dựng ra các cái danh mục. Đương nhiên là trên cơ sở danh mục đấy thì cũng phải tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng. Thì ở đây thì nói là Hà Nội, nhưng mà nếu mà Hà Nội quyết liệt, nhưng mà thứ nhất là các doanh nghiệp mà cũng chưa quyết liệt, cũng như là các bộ ngành trung ương không vào cuộc, thì tôi nghĩ là thì cũng là một cái là cản trở. Để thực hiện việc di dời trong đợt 1 này, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát mục nhà đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp theo Nghị định 167 của Chính phủ, bổ sung danh mục đảm bảo tiến độ kế hoạch di dời được thành phố phê duyệt.